Rồi chào quý anh em nha. Thì hôm bữa mình lên cho anh em cái hộp xích của Rim Thái đây. Thì hôm nay mình có cái xe Rim Thái ở nhà nè, cho nên là mình vào cái bộ này cho anh em coi luôn. Anh em thấy sao? Đây, cái này là mình vào nha. Mới tinh, 100% mới luôn. Thì so với lại cái này với cái này á, thì cái này nó xuống tông rồi. Cái lốc này là nó xuống tông một màu rồi. Cái này là nó tông nó còn zin nè, tông đúng tông mới nè. Nè thấy không? Vô xe rất là đẹp, rất là sáng luôn, một cái màu nó rất đẹp. Thì cái này mình vô là nó khít rịt 100% luôn em. Đã đó, nói chung là anh em vô là nhìn là phê luôn. Rất là đẹp. Đây. Nha ha, đó. Thấy không? Thì bây giờ có bao nhiêu anh em hỏi mình là ở cái hộp xích này vô xe có đẹp không, thì đây vô rất là đẹp luôn em. Vô cực kỳ đã luôn ha. Thì anh em nhìn thấy là cái màu của nó rất đều và cái độ khít của nó tuyệt vời luôn. Đấy, cạn nó vít khít lắm nha. Cạn những cạn là nó khít cực kỳ luôn. Nói chung là anh em lên xe nó không có cong vân vậy, anh em ráp dễ lắm. Nói chung là anh em chỉ kê nhẹ cho anh em bắt ốc là nó vào thôi. Còn anh em không có nghề thì anh em cứ đem hợ bắt cho nó chuẩn. Tại vì khi mình bắt nó bị chảy xước, anh em nó uổng. Ha, bốn cái bấm điện này nha. Đây bấm điện này, thấy không? Đây bấm điện to đùng này. Đấy, bấm điện này đó, ngay tay mà nè. Bốn cái gái ha. Rất là đẹp. Nói chung là cái này anh em mua xe là vô tư. Nó có sẵn cái chụp xe này cho anh em luôn. Cái này là anh em vô xe là xài liền thôi chứ không có làm gì hết á. Cái màu thì rất là đẹp rồi, cái màu nó nhìn nó, cái màu nó dạng trắng phấn nha anh em nha. Nhìn nó rất là đã, nó không có bị bạc quá nha anh em. Nó có bị bạc quá, nó chỉ hơi trắng vừa thôi. Đấy anh em lên xe nhìn nó rất là đều xe chứ không có bị mà gọi là quá khó chịu như là những cái hàng lô nha anh em nha. Đó, hàng lô thì thực sự anh em gắn lên xe nhìn nó khó chịu lắm tại vì nó không có đều anh em. Ở này thì anh em vô xe rất là đều, rất đẹp nha. Đấy, thì một bộ như thế này, đây là mới 100% trong hộp như thế này nha. Thì cái mức giá của nó là 600 ngàn một bộ. Đó thì cái này bên Bạt Đạt đang bán là chuẩn hàng cho anh em. Đó thì mình bán là mới 100% cho anh em luôn. Cho nên là em cứ yên tâm. Cho anh em nhìn vô anh em thấy rồi. Đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ đầu đến đít luôn. Rất là đã. Này, cứng lắm, cứng cáp lắm anh em. Cứng cáp lắm. Nói chung là anh em vô cái xe là anh em thấy nó cứng rất đã nha. Đó, đập nó không có tiếng gì. Nó cứng cáp luôn. Anh em vào xe là anh em thấy là cái phần chỗ này nó khít này. Rất đẹp luôn. Đó thì cái mức giá 600 ngàn một bộ thôi, anh em đã sở hữu một bộ này bên lên xe rồi anh em thấy không, lên xe với nó xe nó khác hẳn luôn. Không có hộp xích là nó xấu ngay nha anh em nha, hộp xích là nó không đẹp thật sự luôn. Đây mình sẽ gỡ thử một con này cho anh em coi, không có hộp xích là nó xấu lắm. Đây rồi, ok sẽ gỡ dẫn lên chắc nha anh em nha. Đấy thấy không, hộp xích. Không, hộp xích là nhìn nó xấu ngay, xe là mình mất giá trị ngay. Hộp xích vô phát đẹp ngay ha. Đó. Rồi ok. Thì một bộ hộp xích như này mới 100% cho anh em nha. Mức giá chỉ có là 600 ngàn thôi. Rất là tốt. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hôm nay mình lên cái clip mình quay cho anh em coi ở trên xe như thế nào. Thì anh em chúng ta có thể chúng ta tham khảo anh em mua nha. Giá 600 ngàn một bộ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Hàng mới Thái nhập khẩu 100% nha anh em nha. Đây.